Hello, xin chào anh em đã trở lại với kênh vlog của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một loại rùa không được phổ biến cho lắm, khá là ít người nuôi, đó là con này, con màu vàng, mớt bò cạp. Con mớt này á, nó người ta còn kêu nó là con rùa bùn bò cạp hay là con mớt bò cạp. Cái nguồn gốc của cái con này là đến từ Mexico, miền Trung hoặc là miền Nam của nước Mỹ. Đó, cái con màu vàng đây nè, thấy không? Con cái mai khá là đẹp ha. Con này thì con của mình nó đang trong quá trình là lột mai, tại vì rùa là cái giống lột mai để lớn, cho nên là cái mai nó dòm nó hơi trắng, nhưng mà khoảng vài tháng nữa thôi, nó lột xong rồi nó sẽ trở về cái màu mai cũ của nó. Thì nói chung cái dòng cọ xát này cũng vậy, nó lột lột nó lột da để lớn, giống như là con rắn nè hay là con kỳ đà mình nuôi á, nó cũng lột da ra để nó lớn. Thì con rùa cũng tương tự vậy, tại vì rùa nó cũng là một giống bò sát. Cái tuổi thọ của con rùa mết này á thì nó tương đối là thấp hơn là những con rùa khác, tuổi thọ nó chỉ khoảng 20 năm thôi, trên dưới 20 năm. Đó, mình đang thả thức ăn nó xuống cho nó với con ninja. Cái con rùa mết này người ta thích nuôi nó là tại vì nó có một kích thước khá là nhỏ gọn, dành cho những người mà nuôi hồ á, không có diện tích lớn á, người ta nuôi trong nhà, nhất là những nhà thành phố thì có diện tích nhỏ thì ta nuôi những cái con rùa mết này nè, hoặc là con rùa mết nó thì á, nó kiểu nó nhỏ, nó lâu lớn và nó cái size của nó trên dưới chỉ khoảng 20 cm thôi, nó rất là mini cute. Cho nên là cái con này á, là lựa chọn dành cho những nhà bạn nào á, mà có diện tích không được nhỏ, cái hồ nuôi rùa không có được nhỏ thì nên nuôi những dòng này, dòng mết. Nó có mết bò cạp, mết hoa quả, mết má đỏ, nhiều loại mết lắm, tùy theo giá thành thì sẽ có nhiều loại khác nhau và cái vẻ đẹp của nó cũng khác nhau. Đây á, là một cái con rùa, nói chung là nó cực kỳ háu ăn. Trong cái biển, trong cái bể của mình đó thì nó là cái con háu ăn nhất, nó ham ăn lắm, kể cả đồ ăn nổi trên mặt nước hay là đồ ăn chìm. Đồ ăn chìm mà chủ yếu là cho con ninja ăn, nhưng mà nó vẫn bay ra nó ăn, tại vì nói chung là nó là một cái loài rùa rất là háu ăn, nó ăn tất cả những gì mà nó thấy. Nhưng mà nó háu ăn nó không đồng nghĩa với lại cái việc là nó dữ, nó không có dữ như là con common. Con common nó cũng háu ăn nhưng mà nó khá là dữ, nó cắn những con rùa khác. Nhưng mà cái con này á, nó có thể nuôi cộng đồng, mình thấy nó cũng không có hiền mà nó cũng không có dữ. Đó, nó đang bơi lên, nó đang bơi lên để nó thở xong nó xuống nó ăn. Con rùa này thì nói chung mà nó cũng ăn những cái thứ cơ bản thôi, giống như là tôm, tép hoặc là cám. Nó rất là lanh lợi trong cái bể của mình và nó cực kỳ dạn người, nó không có sợ người như là nhút nhát như là những con rùa khác. Đã nó bơi xuống nó ăn tiếp. Nó dạn người lắm mấy bạn. Một con rùa có cái mai khá là, cái màu khá là đẹp. Con của mình là do nó đang lột cho nên là nhìn nó hơi xấu chút, nhưng mà tầm khoảng vài tháng thôi nó lột nó trở về với cái màu nguyên thủy của nó, màu nâu nâu vàng vàng, dòm rất là đẹp. Đây là một cái con rùa mà nó có khả năng đóng đóng nắp lại khi mà gặp nguy hiểm, nó giống như là con rùa hộp lưng đen, con rùa bản địa của Việt Nam. Để mình bắt nó ra cho các bạn coi, nó sẽ khép lại khi mà nó gặp nguy hiểm, nó sẽ thu người nó vô và nó khép, nó đóng cái yếm nó lại. Đây mấy bạn nhìn nha, đó khi mình bắt nó ra nó đã đóng lại rồi nè, thấy không? Mình bắt nó ra nè, này nó có cái nắp để nó đóng mở lại đó, và khi mà nó gặp nguy hiểm á nó sẽ đóng lại khít luôn nè, giờ này. Đóng lại luôn, nó khép cái nguyên cả cái bản mai của nó lại luôn, nó khép lại nè, thấy không?
Ghép lại. Đây, anh em dòm gần cái mai của nó nè. Con này nó đang lột cho nên cái mai của nó khá là xấu. Nó bị rêu bám lên nè. Này, đó cái yếm nè, đẹp không? Màu cam. Mỏ rất là nhỏ, dòm rất là cute, dòm cái mặt nó cưng lắm. Mà nó lanh lợi nữa. Con này nó lanh lợi lắm. Nó dạng người nó không có nhút nhát như là những con rùa khác. Giá của một con rùa mất bò cạp sai như vậy á thì giá của nó rơi vào khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một con như vậy. Con này nó mắc nhưng mà thật sự là nuôi nó đáng. Nuôi nó không có cần phải chăm sóc nhiều. Nó ham ăn, nó dạng người, nói chung là nuôi nó đáng lắm. Nó cũng đẹp nữa. Riêng mình thì mình thấy nó đẹp chứ. Giá nó khá là cao so với những anh em mới tập chơi nhưng mà thực sự con này rất là đáng ha, rất là đáng để mua. Để mình sưu tầm, nó còn nhiều loại mứt nữa, như là mứt hoa quả, mứt má đỏ, những con đó thì còn mắc hơn là con này nữa. Nhưng mà bù lại tiền nào của đó thì những con mắc thì giá nó mắc thì nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ có màu sắc sặc sỡ hơn. Thôi, video của mình đến đây cũng xin dừng lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em ủng hộ mình like và subscribe kênh nha. Cảm ơn anh em.